mình tạo cho một cánh đèn ông sao đầu tiên này và cánh thứ hai nhé. Còn quyết định lượng và mình chia đủ 5 cánh. Đấy. Đây là đèn ông sao 5 cánh nhé. Khi chúng mình có 5 cánh rồi, các bạn sẽ trang trí cho đèn ông sao của mình thêm màu sắc. Cái này là tự do các bạn sáng tạo. Các bạn có thể dùng màu xanh hoặc màu đỏ tùy các con nhé. Ngạc nhiên khi tham gia không gian trung thu tại ngôi nhà di sản Mã Mây, thành phố Hà Nội, bà Maria Helena đến từ Brazil rất thích thú học cách làm đồ chơi trung thu cùng trẻ em Việt Nam. Với bà, Tết Trung Thu rất độc đáo với đa dạng sắc màu, thực sự hấp dẫn khách du lịch đến Việt Nam. Có thể thấy một lễ hội cho trẻ em vô cùng rực rỡ và đặc biệt, không giống các nước tôi đã đến và cũng như ở nước tôi. Tôi thấy các em rất vui, những trẻ em đã đến đây cùng với gia đình để tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Cảm ơn các bạn đã tổ chức sự kiện này. Tôi mong rằng sang năm mình có thể quay lại đây để tham gia sự kiện đặc biệt này. Tổ chức không gian gia đình Hà Nội xưa đón Tết Trung Thu, hướng dẫn các em làm đồ chơi không chỉ diễn ra tại ngôi nhà di sản, trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, 50 Đảo Duy Từ, mà còn được live stream trực tuyến trên các mạng để thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau. Hoạt động này đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, quảng bá hình ảnh phố cổ Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước. Nhiều những người dân ở trong nước và những cái người dân Việt Kiều ở nước ngoài họ cũng đã liên hệ với chúng tôi để họ cũng muốn là để tìm hiểu về những cái đồ chơi trung thu truyền thống cũng như là họ cũng sẽ trải nghiệm qua chính những cái màn hình mà được trực tuyến từ điểm cầu Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội. Qua cái hình thức mà tổ chức các sự kiện tại các điểm này cũng là một cái hình thức và tôi thấy rằng là nó cái sự lan tỏa của nó rất là mạnh. Nghiên cứu để tiếp tục mở rộng các không gian đi bộ ở trong địa bàn quận, nghiên cứu để bảo tồn các nghề thủ công gắn với các phố nghề và bảo tồn các hoạt động, đặc biệt là cái dịp này đang diễn ra cái Tết Trung Thu. 30% ngân sách thu hàng năm của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là từ du lịch, trong khi từ đầu năm tới nay liên tục qua hai đợt COVID-19 đã khiến nguồn thu cho ngân sách giảm mạnh. Khởi động lại các hoạt động văn hóa từ Tết Trung Thu tới các điểm biểu diễn truyền thống tại khu phố cổ là nhằm kích cầu du lịch trở lại, từng bước tăng ngân sách cho Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm trong những tháng cuối năm.